Tin cực nóng liên tiếp những thông tin rúng động, Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với bản thân của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh liên quan tới vấn đề buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines, đến giờ phút này, những người làm chương trình của chúng tôi đã cung cấp đến quý vị rất nhiều bản tin. Nhưng sự thật, càng vào điều tra thì các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an càng phát hỏa và những người dân trong cả nước Việt Nam cũng không ngờ rằng đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam lại lớn đến như vậy và thực tế tính đến giờ phút này các cơ quan chức năng điều tra của bộ công an cũng không thể nào ngờ rằng là đường dây buôn bán ma túy của các nữ tiếp viên hàng không việt nam airlines lại khủng đến như vậy và những sự việc trông chéo lên nhau khiến cho các cơ quan chức năng điều tra của bộ công an phải đau đầu về việc điều tra để làm rõ những vấn đề mờ ám đứng ở phía sau theo đó trong những ngày vừa qua khi các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và vào cuộc để lấy lời khai liên quan tới nữ tiếp viên võ tú quỳnh và hàng loạt những nhân viên trong đường dây buôn bán ma túy từ pháp về việt nam Cùng với đó là các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an cùng đó tiến hành rốt ráo để điều tra lấy lời khai đối với Nguyễn Phú Trường và 550 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy này đang nằm trong tay của Bộ Công an. Thì đến giờ phút này các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an lại tiến hành một lệnh truy nã đặc biệt mà người truy nã lần này chính là bản thân của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh mà trong 7 ngày vừa qua, các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an đã tiến hành lấy lời khai đối với nữ tiếp viên và hàng loạt các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam và phát lộ thông tin. Nhưng điều đáng nói là bản thân của nữ tiếp viên Võ Tố Quỳnh đến giờ phút này đã bỏ trốn. Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt và trong những ngày tiếp theo thì người này có thể được ăn cơm có kẻng tại Công an của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trên trang báo Thanh niên số ra ngày 21 tháng 5 năm 2023 đã đăng tải nội dung truy nã người phụ nữ buôn bán ma túy số lượng lớn xuyên lục địa. Vậy nội dung trên báo Thanh niên đã đăng tin rất rõ ràng. Công an của thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã sáng ngày 21 tháng 5. Công an của thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh quyết định truy nã đối với Trịnh Hương, 32 tuổi, trú tại phường Phú Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, về tội mua bán ma túy trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là đối tượng Trịnh Hương này là bạn thân của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Vừa qua đối tượng Trịnh Hương này bị phát giác liên quan tới lời khai của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh liên quan tới lời khai của 550 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam Hương chính là người môi giới ở bên pháp và liên quan trực tiếp từ nội tiếp viên Võ Tú Quỳnh khi chuyển hàng về ma túy điều đáng nói là đến giờ phút này các cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc để điều tra làm rõ đối tượng Trịnh Hương này có mối quan hệ đặc biệt như thế nào với các chức vụ tứ trụ trong bộ máy của Băng Đảng mà Trịnh Hương lại có thể thâu tóm nguyên cả một đường dây ma túy không riêng gì ở Pháp mà sinh sống tại Đức và tại đây, Hương có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chuyển qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam để tiêu thụ. Theo đó, tháng 4 năm 2022, khi Hương đã móc nối và thuê vận chuyển 4 thùng hàng với nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh và bên trong thì chứa gần 135.000 viên thuốc lắc ma túy tổng hợp các loại và một ký ma túy tổng hợp từ châu Âu về nước. Theo lời khai của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh cùng với các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, điều đáng nói như Võ Văn Hiếu là cháu ruột của Võ Văn Thưởng. Đó là những thông tin không chính xác. Hiện nay có một số đối tượng phản động lưu vong ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tuyên truyền những thông tin không chính xác, bêu xấu đảng và nhà nước ta. Chúng cố tình chia rẽ lòng dân, kích động nhân dân. Để hiểu hơn vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn trang mạng TBZ đã viết. Cùng với Hồ Quốc Việt vận chuyển và tiêu thụ ở địa bàn phía Nam, thì Hương chính là người đảm nhiệm vận chuyển và tiêu thụ ở địa bàn phía Bắc. Đến giờ phút này thì bộ công an đã lôi công an của thành phố Hà Nội vào cuộc để điều tra trong đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an của thành phố Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Hương về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Tuy nhiên, Hương đã bỏ trốn và không rõ tung tích. Gần đây công an của thành phố Hà Nội đã phát lệnh truy nã Hương để điều tra và xử lý về vấn đề này. Theo nội dung trên trang báo Thanh niên đã đưa tin, đồng thời công an của thành phố Hà Nội, Hương đang ở đâu và có thể bắt hoặc là báo cáo ngay cho công an gần nhất. Vậy là sắp có một bộ phim hai nữa cho dân Việt Nam cả nước chuẩn bị đón xem. Vì khi Trịnh Hương này bị bắt về thì không biết những ai là người có liên quan tới mối quan hệ tình ái với nữ Trịnh Hương này. Và điều đặc biệt hơn là nữ Trịnh Hương này bằng cách nào mà lại thâu tóm một đường dây buôn bán ma túy, trong khi thâu tóm cả nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh và Võ Văn Hiếu là cháu ruột của Võ Văn Thưởng hương chính là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy từ pháp về việt nam quê của trịnh hương ở nam định không biết người nào đã đứng ra chống lưng tiếp tay với trịnh hương này điều đặc biệt hơn là trong mối quan hệ giữa trịnh hương này và nhân vật bí ẩn đứng sau và nhân vật bí ẩn đứng sau này đang to bự cỡ nào mà lại có thể xui khiến được cả một đường dây buôn bán ma túy về việt nam từ châu âu về việt nam chắc chắn rồi đó phải là một thế lực cực kỳ lớn mà thế lực cực lớn võ văn thưởng thì còn ai vào đây nữa Quay trở lại cho sự việc Trịnh Hương này bị truy nã thì trong mấy ngày gần đây, cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an, Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội lại kết hợp phối hợp với nhau theo lệnh của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, yêu cầu hai thành phố lớn này phải cung cấp liên quan tới vấn đề điều tra, lấy lời khai và phối hợp cùng nhau để móc ra sạch sẽ trong đường dây buôn bán ma túy này. Nhưng thực tế những vấn đề công khai trong thời gian vừa qua cũng đã phần nào giúp cho người dân trong cả nước Việt Nam hiểu động lực phải chăng đây là một âm mưu chính trị muốn đầu độc người dân trong cả nước Việt Nam. Nhưng âm mưu chính trị thì có liên quan đến ai và ai là người xúi dục cho đối tượng cụ thể nào, ai là người chống lưng cho đường dây buôn bán ma túy để đầu độc người dân trong cả nước Việt Nam. Chắc chắn rồi nó liên quan đến vấn đề chính trị, nhưng càng làm rõ vấn đề thì càng bộc lộ công khai những vấn đề súng động và hàng loạt những vụ án liên quan khiến cho người dân trong cả nước bức xúc. Không ai tin vào công lý, không ai tin vào luật pháp chính quyền nữa vậy hơn nữa là sự dối trá lửa bịp trong thời gian từ bấy lâu nay đến giờ phút này đã được công khai rõ ràng liên quan đến vụ án bà hằng với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt tại nước ngoài bà không kiêng nể một ai bà cũng chửi đụng tới quan chức cấp cao thì bà này định trốn nhưng không thành vì bà này quay trở lại việt nam mà không sử dụng hộ chiếu của đạo ship mà bà dùng hộ chiếu của việt nam nên đã bị cục hàng không việt nam cấm xuất cảnh với lý do bà này là công dân việt nam hiện nay cục hàng không không cho bà xuất cảnh vì bà bị bắt ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra với tội danh lạm dụng quyền dân chủ bôi nhọ danh dự của người và đặc biệt hiện nay bà Hằng đang bị giam giữ tại trại giam T30 của Bộ Công an. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Võ Văn Hiếu, cháu trai của Võ Văn Thưởng đã bị bắt với tội danh lợi dụng chức quyền của chúng mình. Võ Văn Hiếu đã đứng ra mở một chuỗi vũ trường quán bar sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ ma túy. Sau đó, Võ Văn Hiếu bị bắt khi đang ảnh tại Campuchia. Dựa trên lời khai của Võ Văn Hiếu, Tại sao Võ Văn Hiếu có thể vượt qua bỏ trốn thành công một cách dễ dàng như vậy? Ai cho biết trại giam T30 của Bộ Công an là một trại giam chủ yếu dành cho các quan chức tham nhũng và phạm tội, thế mà Võ Văn Hiếu vẫn bỏ trốn thành công mà cả trại giam T30 của Bộ Công an không ai biết? Liệu đây có phải là một cuộc phóng thích có chủ đích của người có quyền? Được biết gia tộc Võ Văn có rất nhiều sân sau và thuộc hạ ngay trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Võ Văn Hiếu là một cánh tay đắc lực được sự trợ giúp của chúng mình mà hiếu lộng hành buôn bán ma túy không lo sợ bị bắt cùng hàng trăm phi vụ bất động sản kéo dài từ Sài Gòn cho đến tận Đà Nẵng. Được biết cháu trai Võ Văn Hiếu không chỉ giúp chú mình thâu tóm những khu đất vàng trên khắp cả nước Việt Nam, mà Võ Văn Hiếu cũng đang nằm trong tay hàng chục khu đất vàng tại Sài Gòn và Đà Nẵng, ước tính khối tài sản của cháu trai ông Thượng lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Dựa vào cái bóng dáng của chú mình, Võ Văn Hiếu thừa cơ hội vơ vét những đồng tiền với chính vào tay của mình. Để rồi hôm nay, Đại tướng Tổ Lâm đã ra tay một cách nghiêm trị với cả gia tộc Võ Văn. Quý vị thân mến, toàn bộ những thông tin trên là nguyên văn những gì trang mạng phản động lưu vong ở Berlin Cộng hòa Liên bang Đức đã nói. Chúng tôi kịch liệt phản đối với những thông tin không chính xác như trên. Một số đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài cố tình bêu xấu lãnh đạo Đảng và nhà nước. Chúng tôi luôn tin tưởng vào Đảng và nhà nước, kính mong quý đồng giả hãy lựa chọn những thông tin chính thống và đã được cơ quan nhà nước công bố. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.